Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Hội nhập của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trong dòng chảy cuộc sống, mỗi người có hướng đi và lựa chọn riêng. Nhiều người chọn con đường xa quê, hướng đến chân trời mới lập nghiệp, sinh sống. Tuy vậy, cội nguồn, tiếng nói và tình yêu với Tổ quốc chưa bao giờ bị lãng quên. Ngày qua ngày, ngôn ngữ, văn hóa Việt vẫn được gìn giữ, trân trọng và tiếp nối đến các thế hệ kiều bào trẻ ở khắp năm châu bốn biển. Không chỉ vậy, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài hôm nay còn là một sứ giả để lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam trên mắt bạn bè quốc tế. Từ năm 2017, môn tiếng Việt được đưa vào các trường học Đài Loan, Trung Quốc. Như một ngôn ngữ chính thức, nhiều cơ quan tổ chức tại Đài Loan, Trung Quốc cũng đã mở những lớp học tiếng Việt cho cán bộ nhân viên học tập. Những lớp học tiếng Việt này không chỉ phục vụ cho người Việt tại đây mà còn cả những người Đài Loan mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối giao thương tại đất nước hình chữ S Việt Nam. Em sẽ thường đưa ra những cái so sánh cho các bạn ấy để các bạn ấy biết được rằng ở Việt Nam mình thì cái văn hóa của Việt Nam mình nó sẽ như thế nào. Và ví dụ như các từ ngữ của Việt Nam mình nó sẽ khác với từ ngữ của Đài Loan nó như thế nào. Thì bình thường em sẽ đem vào trong các tiết dạy để các bạn ấy có thể du nhập dần dần và hiểu biết dần hơn về cái văn hóa của Việt Nam mình. Đài Loan rất là khuyến khích và cũng là tạo điều kiện rất nhiều cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan và mở những cái lớp, cũng mở những cái lớp để cho các cô được đi học miễn phí. Và ngoài ra thì cũng tạo điều kiện để cho các cô tham gia những cái hoạt động ví dụ như là về văn hóa này, về thi ca hát hoặc là kể chuyện. Thì hoàn toàn là họ dựa trên những cái cơ sở, dựa trên những cái nhu cầu của người Việt. Chị Nhung lại cho các con đến học viện Nhật ngữ GAG. Cũng tại đây, người ta lại càng quen hơn với những câu đánh vần EA hay những bài hát còn ngọng nghịu như thế này. Lớp học tiếng Việt dành cho con em người Việt Nam và người Nhật Bản có nhu cầu học tiếng. Giáo viên là những anh chị em trong ban tiếng Việt của Hội Người Việt Nam tại Fukuoka. Bên cạnh việc học ngôn ngữ, các em được học văn hóa thông qua nhiều hình thức đa dạng như múa, hát, các trò chơi dân gian, tham quan các địa điểm văn hóa Việt Nam. Điều đó giúp các em có những trải nghiệm toàn diện về văn hóa và lối sống của đất nước mình, khơi dậy sự hứng thú và đam mê ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam. Đây chỉ là một điển hình trong hàng trăm các lớp học tiếng Việt được tổ chức trong cộng đồng bà con ta tại nước ngoài. Em đã cho con tham gia lớp này để cho con có được cái nền tảng vững chắc về tiếng Việt và được sự giáo dục, dạy, giảng dạy bài bản từ các cô để cho con luôn nhớ được cái nguồn cội của mình là người Việt. Cô và trò ngoài việc học chữ, học tiếng Việt ra thì luôn luôn có những cái bài giảng và những cái hoạt động lồng ghép để các con có thể hiểu hơn về văn hóa Việt và hiểu hơn về những cái phong tục tập quán của con người Việt Nam để các con có thể thêm phần nào mà hiểu hơn về đất nước của mình, yêu hơn đất nước của mình. Và chính vì như vậy thì các con có thể là sẽ luôn nhớ về quê hương và yêu quê hương nhiều hơn nữa. Đây là buổi khai giảng lớp tiếng Việt tại Ba Lan. Tại vùng Sauerland, Cộng hòa Liên bang Đức, tại Hà Lan, tại Hàn Quốc hay tại Đan Mạch. Còn đây là lễ khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc. Hiệu ứng mạnh mẽ triển khai đồng loạt tại cộng đồng hơn 6 triệu kiều bào trên thế giới. Ngay sau khi đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2030, được thông qua và quyết định lấy ngày 8 tháng 9 hàng năm là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái ngày chương trình ngày tôn vinh tiếng Việt. Thì trong cái chương trình ngày tôn vinh tiếng Việt đó thì có cái hoạt động tìm kiếm sứ giả tiếng Việt, có cái hoạt động là tri ân những cái người mà đã giảng dạy tiếng Việt rồi lan tỏa cái tiếng Việt, rồi có cái chuyện mà chúng ta thành lập các cái tủ sách tiếng Việt. Thì tất cả những cái hoạt động đó đều đang được tích cực triển khai, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cần phải được tiến hành một cách mạnh mẽ hơn nữa.
Đề án đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp như hàng năm tổ chức ngày tôn vinh tiếng Việt mùng 8 tháng 9 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng, tổng hợp đánh giá về tình hình nhu cầu sử dụng tiếng Việt, khuyến khích kiều bào tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam. Thực sự là khi khởi động cái dự án này thì đó cũng phải là một điều to tát. Chúng tôi chỉ mong muốn là các cháu sinh ra và lớn lên ở Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung thì biết được mình là người Việt Nam, mình nói được tiếng Việt, mình biết được văn hóa Việt. Thì đó là cái mà chúng tôi rất là mong muốn, chứ không phải là một cái gì to tát là các cháu có thể học viết luận văn bằng tiếng Việt hay gì cả. Nhưng mà khi các cháu hiểu được tiếng Việt, hiểu được văn hóa Việt thì lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước. Và tôi rất tâm đắc với một câu là gì? Tiếng Việt còn thì Việt Nam chúng ta vẫn còn. Công viên Tenchin, thành phố Fukuoka, miền Nam Nhật Bản trong những ngày trước Tết Nguyên đán. Không gian mấy chục nghìn mét vuông này ngổn ngang những tiểu cảnh, dụng cụ, đồ trang trí Tết Việt Nam. Hơn 2 tấn hàng hóa được chuyển từ Việt Nam sang. Dưới cái lạnh và mưa, hơn 1.500 người đã tập hợp cùng xếp hình bản đồ Việt Nam. Những chiếc áo dài được phát tặng cho bà con cộng đồng và những người bạn quốc tế yêu Việt Nam. Hôm nay tôi cũng mặc áo dài. Đây là cơ hội quý giá để người dân trong tỉnh và du khách tìm hiểu về vẻ đẹp và giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ thích thú với sự kiện lần này và nó sẽ trở thành cơ hội để họ quan tâm đến văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi đã được chiêm ngưỡng rất nhiều bộ sưu tập đẹp đẽ, đặc biệt là bộ sưu tập Love Collection từ Việt Nam, và nó được ra mắt để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tôi đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, và tôi không thể ngừng chờ để được đến đất nước bạn tham quan. Đây là những lời đánh giá của các chính trị gia, các nhà ngoại giao, giới mộ điệu thời trang dành cho bộ sưu tập áo dài Love Collection 50 năm quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh. Bộ áo dài do cô bé gốc Việt Anna Hoàng thiết kế và được trình diễn mở màn tuần lễ thời trang Hall of Icon Fashion Week 2023 tại London, thu hút sự quan tâm của các nhà thiết kế và tạp chí thời trang tại Anh. As Vietnam is a small country, not many people know about it. That's why I advertise Vietnam in my events and shows so people can really hear about its beauty. I want people to be able to see the intelligent, dedicated people at Vietnam. Để góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, Hiệp hội Phụ nữ các quốc gia Việt Nam và Anh đã tổ chức nhiều hoạt động như trình diễn các điệu múa nón, múa sen, múa dân tộc Tây Bắc và Tây Nguyên, giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đến đất nước sở tại và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh đã có một cuộc thi hoa khôi áo dài. Tôi cho rằng những cái hoạt động này nó cần phải được phát huy, cần phải được lan tỏa hơn nữa, và có lẽ là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ có thêm các cái sáng kiến, các cái đề xuất để tổ chức nhiều các hoạt động hơn cho kiều bào ta. Câu chuyện về mang Tết Việt đến cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và tạo được những ấn tượng trong cộng đồng quốc tế, hay hoạt động xếp bản đồ chữ S tại Nhật Bản gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và trên thế giới, hàng loạt các sự kiện tôn vinh tiếng Việt, tìm kiếm sứ giả ở hầu hết các cộng đồng bà con kiều bào. Đây là những sáng kiến và nỗ lực không nhỏ của cộng đồng bà con ta tại nước ngoài trong hành trình xây dựng và lan tỏa văn hóa Việt Nam đi khắp năm châu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam Hội nhập của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.